Thank you.
tinh thần mạnh, quý cha, quý sơn cùng quý vị, cho các hội đoàn thường xuyên tới nhà thăm hỏi, cầu nguyện và an ủi làm cho người thân yêu của chúng con. Mặc dù bệnh này một trận vẫn luôn cảm thấy vui vẻ và bình an, và luôn sẵn sàng chữa bệnh và khi mắc vào tay Thiên Chúa quan lòng. Ngay sau khi người thân yêu của chúng con được chúa gọi ra khỏi trần gian này, quý cha, quý sơn cùng toàn thể quý vị vẫn bằng tiếp tục và bằng lúc xa gần đã vì tình thương và lòng thương ái sẽ chia buồn gửi điện thư thân yêu, gửi vòng hoa viếng và phúng điếu và hiện diện để tân sinh an táng và kính đưa người thân của chúng con
xin phép mầu nhiệm Chúa làm người. Thứ năm, Linh Tư, thứ sáu, Tăng Quyền và Tòa. Và đây,